Pinnguồn.vn xin chào, tay tôi đang cầm đây là một viên pin chính hãng Tesla, một thương hiệu nổi tiếng thế giới với mã là INR21700E, dung lượng là 5000 mAh. Đây là một viên pin có dung lượng chuẩn và điện tích hay còn gọi là điện thế định danh 3.7V, nội trở 18.5V. Viên pin này với đường kính khoảng 21.2mm và chiều cao khoảng 70.5mm cho một viên. Dòng sản phẩm 21700 thành phần là lithium ion pin sạc. Lưu ý đây là một viên pin chính hãng Tesla sử dụng cho các thiết bị điện năng cao, cho nên đòi hỏi là các loại thiết bị sạc phải phù hợp, phải sử dụng các loại thiết bị sạc chính hãng thì mới có thể sạc vào và đầy được. Những thiết bị China trôi nổi hoặc là tự chế ghép thì khuyên không nên dùng. Đây, cấu tạo của viên pin đầu bằng Tesla khác hẳn với các hãng sản xuất pin đầu bằng khác. Đây tôi đang chỉ vào hoành tròn, nó sẽ bằng ngang và hõm xuống. Rất đẹp mắt và nhìn rất chắc chắn. Thực tế bên ngoài thì nhìn sẽ khác hơn một tí, nó sẽ hõm sâu hơn. Hàng chính hãng bán tại địa chỉ 1165 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng có thể đến mua trực tiếp trong giờ hành chánh hoặc gọi giao hàng trên toàn quốc qua số 0909 911 096 0903 352 340. Xem thêm tại website pinnuoi nguon.vn hoặc pinnuoi nguon.com. Xin cảm ơn.